Mình đang làm cái gì vậy ta? Đang làm nước sốt me. Sốt me. Sốt me. Nước sốt độc quyền của Kim Mì. Trời ơi, đúng Kim độc quyền. Chắc làm xong Dũng chảo hả? Này mình có gì trống vậy? À, có me và có tỏi. Vậy thôi đó hả? Sau đó mình sẽ đi nếm được khẩu vị của mỗi người. Vậy đó hả? Hôm nay Kim Mì đãi cho Ba Đen món gì ta? Bánh tráng lụi. Bánh tráng lụi à? Sốt me. Sốt me. Rồi mọi người đón chờ thành quả của Kim Mì nha. Hello, xin chào cả nhà. Lâu lắm rồi Ba Đen mới quay lại một cái clip ha. Tại vì nhà nói chung là cũng có chuyện. Với hiện tại là Ba Đen đang ở Việt Nam. Thì hôm nay lo mọi chuyện xong xuôi hết rồi thì mình quay trở lại với công việc YouTube của mình ha. Thì hôm nay á, Ba Đen có cái món bánh tráng lụi do Kim Mì chá của Ba Đen làm cho Ba Đen ăn. Thì bây giờ mình sẽ thử ha. Còn cái nước sốt này nè là nó là làm công thức riêng của Kim Mì. Giờ mình sẽ thưởng thức coi là bánh tráng lụi của Kim Mì làm có ngon ha cả nhà ha. Xin mời cả nhà. Rồi mời cả nhà nha. Thì trước khi ăn bánh tráng lụi á là mình có một ly hồng trà. Ở đây á là mình mua hồng trà của Sơn Quang. Cái món này á là cái thương hiệu mà phải nói là uống từ hồi nhỏ tới bây giờ luôn á cả nhà. Thưởng thức trước đi. Uống từ cái thời mà còn xài tiền xu, cái nhà tiền xu ở Việt Nam á nha. Mình thì mình chỉ uống là cái hồng trà chuyên cho bình thường thôi. Rất là ngon. Bây giờ mình thưởng thức nha. Xin phép cả nhà mình bóp tay nha. Tại vì bánh tráng lụi ta mới ngon. Đúng rồi. Tại vì nếu mà gấp bằng đũa nó sẽ bị bể. Đây là cuốn nguyên một cái miếng bình thường xong muốn cái cuốn dài đó. Xong rồi mình cứ cuốn xoắn lại hả? Xoắn lại hình con ốc á mọi người. Trời ơi, cái nước sốt ngon lắm luôn. Nó hơi có vị chua chua á cả nhà. Mình thì thật, mình là người cực kỳ thích ăn chua luôn. Nên cái nước sốt này cực kỳ hợp với mình luôn. Số 1 nha. Có gì trong đây? Củ sáng, bành. Ở trong đây có củ cải trắng. Tại vì hồi chưa Kim Mì đi chợ không có mua được củ trắng. Thường thường thì làm cái nhân nó sẽ là củ sắn nè, cà rốt, nấm mèo với lại thịt bằm. Nhưng mà hồi chiều không có mua được củ sắn nên thay thế bằng củ cải trắng nha mọi người. Nên cuốn lại một cuốn như vậy. Còn nếu mà muốn ngon hơn thì mình sẽ bỏ củ hủ dừa. Ngon. Cái này mình chỉ nên lấy bình thường lạc lãng không? Để mình còn chấm với nước sốt nữa. Ngon. Chủ yếu là cái bánh lụi nó ngon sẽ nằm ở nước sốt này. Nên mọi người sẽ thật khi mà xào với lại củ cải đỏi lại củ sáng gì đó mình nêm nếm nó nhạt nhạt thôi. Mở quán được rồi á. Có điều là làm này hơi cực không? Về nhỏ luôn á. Mình phải hái nhỏ xong phải cuốn tay từng cái từng cái. Rất là cực. Làm rất là lâu nhưng mà ăn lại. Cắt thôi mình phải xào cắt thứ vô. Nhưng mà mình phải cuốn rồi. Cuốn lại như là cái bánh cuốn mình ăn á, xong rồi mình phải quấn tròn lại. Nên là rất là cực. Bởi vậy á, khi mà mỗi lần mà khi mình muốn thèm ăn đúng không? Order trên mạng á, thì cái cục mình nó bán đến 5-6 nghìn luôn. Khá là mắc. Nên thường thường là thèm mình chỉ có làm ở nhà ăn thôi. Lúc mình ở Việt Nam á, mình ăn có một lần. Mình thấy ok, mà nước khó thì không bằng nước khó của Kim Mì làm cho mình. Ngon. Tại vì á, khi mình biết được là khẩu vị thì mình ăn thế nào quá nên nêm nếm sẽ ngon hơn. Làm đà không ngoài quán. Ngoài quán là người ta bán người ta cái kiểu là 9 người 10 ý á, mình cứ làm theo của người ta thôi. Mình thèm á, không có cảm nhận được cái gì. Cái nước sốt thì có gì trong đó hả? Nước mèo hả? Có tỏi, có nấm mèo, có me. Giờ nêm nếm là khẩu vị của mình ha. Ngon rồi. Ngon, chua, tại vì mình thích ăn chua. Ngon, thiệt ngon. Nè, hồi chiều có clip quay làm nước sốt ở dưới bếp mà mọi người. Hồi lúc đó là làm nước sốt đang sôi rồi. Mình có quay lại cái lúc mà mấy chị của mình nó ngồi cuốn ra cái thành phẩm như vậy nè. Ngon thiệt á. Món kiểu ăn dặm cũng là lạ ha. Vừa ăn nhạt vừa ăn no luôn. Không ngán. Không thể ngán luôn á.
mình còn ở Việt Nam khoảng chừng một tháng nữa cả nhà. Chắc là mình có thể mình ăn Tết ở Việt Nam. Theo dự định ban đầu là ngày 16 mình đã về Mỹ rồi, nhưng mà do là công việc ở Việt Nam chưa xong á nên mình gia hạn thêm, mình chắc cỡ ngày 25 tháng 1 mình sẽ bay về Mỹ, thì ngầm hình như là ngày 14 Tết. Dự kiến là 28 Tết. Đó là công việc chưa có xong nên đó là cái mùng 4 Tết đã là game up. Chính là mùng kiến á, là gì của Kim Mì với lại bà Kim Mì về Mỹ là 28 Tết, nhưng mà do công việc ở Việt Nam chưa xong á nên gia hạn với bà thêm 6 ngày nữa là mùng 4 Tết mới đi được. Thật sự ra mình về gấp luôn á, cả nhà cũng biết là mình đã về Việt Nam là 2 tháng mấy, là mình mới bay về Mỹ ở chừng 2 tuần rưỡi, gần 3 tuần. Thế mình có việc, gọi bên đây có việc đục, bị gấp á, việc đột xuất mình phải quay về Việt Nam. Bữa đi là ngày gì thì mấy ta cũng ngày năm. Không, ấy là ngày 15 tháng 11 là bay về Mỹ. 16 cũng là ngày 16 luôn. 16 tháng 11 bay về Mỹ là tới ngày mùng 5 tháng 12 là có quay về lại. Ừ. Là tính là cũng gần 3 tuần. Ở bên này có dĩa me nữa mà mình biết ăn cái me ngầm. Mình chỉ có ăn me thôi. Trời ơi, me của người ta không biết ăn. Chỉ biết ăn me sống thôi mọi người. Me sống với me dốt á. Me dốt cạo cái vỏ ra chấm với lại muối cơm. Trời ơi, xuất sắc. Cái hồng trà ông trột ông này ổng bán, nếu mà bạn nào chúng ta thì biết trà sữa Xuân Quang rất là lâu đời, uống thật sự là cái này là gọi là truyền thống, vị truyền thống ngon. Trà sữa này có từ năm 2002 mọi người, lại có trên đây là 2002, bây giờ khi mình đã 23 tuổi vậy là cái này được 21 năm rồi. Trà sữa được gọi là cha truyền con nói đó. Ok, bây giờ mình sẽ ăn tráng miệng với cái món me ngâm. Thật sự là về Việt Nam là chỉ thèm cái món này thôi. Tại vì ở Mỹ á, mua thì nó có nhưng mà nó mắc, nhưng nó không có ngon hay cái đúng cái khẩu vị ở Việt Nam của mình á. Thì mình mua thì cô có cho kèm với muối tôm. Thì mình sẽ ăn thử nha. Cái này mình mua ở Trần Đồng, đường Vũng Tàu á. Ngon đê. Cái mẹ biết ăn món đó ngon quá trời, biết ăn thà cho ăn me sống sẽ ngon hơn. Me sống là gì? Me thay me sống là một loại me bột đó ha, me bột á, ngon. Tại vì người ta không có pha bột sữa như những nước khác, người ta pha bằng sữa tươi với mọi người, với là nước đường nên uống nó sẽ thanh hơn. Thế là nó giữ được cái những cái vị siro hồi xưa như sâm dứa và hà, nó không có giống như bây giờ. Nãy có uống gì? Nãy có uống cà sữa bạc hà, mà nãy giờ thấy nước uống nên uống hết rồi, không có review cho mọi người được. Tại cái vị bạc hà, cái vị sâm dứa hồi xưa, ai mà uống sâm dứa bạc hà hồi xưa mới biết được là cái vị nó như thế nào. Nó ngon, cái này không có mùi hóa học như bây giờ. Cái bà này, mẹ của bạn ngâm á, đúng cái vị mà hợp với khẩu vị mình luôn á. Là ngâm bằng đường vàng với lại đường bình thường của mình á, chứ không phải là ngâm bằng có gì chỗ sẽ ngâm đường hóa học đúng không? Nên cái ăn nó ăn ra cái mùi, cái vị của nó kỳ lắm. Đúng rồi, vị của nó hơi hóa chất một xíu. Thôi mà nói ra đồ ăn không được, đồ ăn mà không có đâu mà bằng của Việt Nam. Lợt nó mua cái bịch me á, 25 đồng, nó có mấy miếng à. Cái này một dĩa này là chỉ có 140.000, là tính là chỉ có 7 đồng, 6 đồng mấy ở bên bển một ký á. Này chưa đổ ra hết nha, này mới đổ phân nửa thôi. Để tại do sáng mai khi mình phải lên Sài Gòn đi làm nên không có review cho mọi người được cái món ăn ở trường cấp 2
ở nhà thờ chuẩn con gì con quên, trường Châu Thành. Châu Thành giờ Châu Thành còn ta, trường Châu Thành còn tiếng trường ấy trường gì quên, nhưng mà cái cơm nó được gọi là cơm cũng hồi xưa khi mình đi học á, đi trễ về nhà nó phải xếp hàng mua, nói chung là nó cũng nó theo cái khẩu vị của học sinh đó mọi người, ngon đó mà rẻ đúng không, rẻ. Bên trong nó có khô bò đỏ rồi bơ rồi cái cục gà mà lăn bột, ăn được một lần cũng ngon. Ngon có điều là cái cơm á mọi người ăn nó hơi thuần lít chứ, tại vì nó có bỏ bơ rồi tương ớt tương cà trong đó, là những món ăn vặt của học sinh á, nên nhưng mà vẫn có nhiều người lớn vẫn thích cái món đó ha. Nó rất là kiểu như xe tăng, hồi xưa mỗi lần mình lên Sài Gòn ăn, bạn Kim Mì mà chụp hình mình gửi qua Kim Mì á, Kim Mì ghét lắm, mình lại mấy đứa bạn nó chuẩn bị bị lóc á. Tại vì mình ở Sài Gòn mình đâu có được về nhiều đâu, công việc mình trên đó cũng khá là nhiều, nên khi mà ở Vũng Tàu có việc gấp lắm hoặc là cần giải quyết thì mới về thôi. Chứ bây giờ là ở Sài Gòn công việc nó sẽ nhiều hơn. Ok, cái clip mình chắc làm đi tới giờ cũng đã dài rồi. Thì hôm nay qua cái clip này thì chị giới thiệu sơ sơ về cái món ăn mà Kim Mì dành tặng cho Ba Đen. Thì cảm ơn cả nhà cũng đã xem cái video này của Ba Đen ha. Cảm ơn cả nhà đã xem và mong là cả nhà sẽ like, subscribe và chia sẻ cái video này rộng rãi cho mọi người biết tới. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào.